Tiếp nối phần 1 của bảng xếp hạng các tiểu hoa sau 95 nổi bật nhất trong Cbiz hiện nay, hôm nay phần 2 sẽ tiếp tục đánh giá. Xếp hạng những nàng tiểu hoa còn lại trong nhóm này gồm có Tống Tổ Nhi, Triệu Lộ Tư, Dương Siêu Việt, Châu Giã, Trương Tịnh Nghi, Vương Sở Nhiên, Nhậm Mẫn, Lý Lan Địch, Lưu Dục Hiểu. Bắt đầu vào video ngay thôi. Tống Tổ Nhi, 1998. Tác phẩm nổi bật, Bảo Liên Đăng Tiền Truyện, Cửu Châu Phiêu Miễu Lục, Những Đứa Con Nhà Họ Kiều, Cùng Em Bay Lượn Theo Gió, Tiết Tập Đọc, Không Thèm Yêu Đương Với Sếp. Xét về tuổi nghề, Tống Tổ Nhi có thể được xếp vào hàng tiền bối so với các diễn viên cùng trang lứa. Khi cô nàng vào nghề từ năm 2005, với vai chính trong bộ phim Biển Rộng Trời Cao, tính đến nay cô đã có tuổi nghề hơn 18 năm. Năm 2009, Tống Tổ Nhi nổi tiếng khắp màn ảnh xứ Trung với vai diễn Tiểu Na Cha trong bộ phim Bảo Liên Đăng Tiền Truyện. Cả nhan sắc và diễn xuất của Tống Tổ Nhi đều được khán giả đánh giá là tốt nhất trong lứa tiểu hoa sau 95 ở thời điểm hiện tại. Vai diễn Kiều Tứ Mỹ trong phim Những Đứa Con Nhà Họ Kiều đã giúp Tống Tổ Nhi nhận về vô số lời khen về diễn xuất, khi đã thể hiện tốt một vai diễn được cho là rất quá sức với một diễn viên trẻ như cô. Với biểu cảm tinh tế, đài từ rõ ràng, cùng với những cảnh khóc vô cùng xúc động, Tống Tổ Nhi đã hóa thân hoàn hảo vào nhân vật Kiều Tứ Mỹ, một người phụ nữ đã có chồng con, nhưng vì bị chồng phản bội nhiều lần nên cuối cùng phải ly hôn. Không dừng lại ở đó, hai tác phẩm sắp được phát sóng của Tống Tổ Nhi là Chết Yêu hay Khom Lưng, đóng cùng Lưu Vũ Ninh. Và Vô Ưu Độ đóng cùng Nhậm Gia Luân còn hứa hẹn có thể giúp Tống Tổ Nhi một bước phong thần trở thành ngôi sao hội tụ cả nhan sắc, diễn xuất, lưu lượng đứng đầu nhóm tiểu hoa sau 95. Mọi chuyện tưởng chừng đã quá thuận lợi với Tống Tổ Nhi, thế nhưng scandal trốn thuế vừa qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến con đường sự nghiệp của cô. Nếu không giải quyết ổn thỏa, rất có thể Tống Tổ Nhi sẽ đánh mất tất cả những gì cô đã gây dựng trong nhiều năm qua. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Tống Tổ Nhi vào nhóm A cộng, có nhan sắc, có diễn xuất, có lưu lượng nhưng vẫn còn thiếu một tác phẩm đại bạo và đang bị lật xe. Triệu Lộ Tư, 1998. Tác phẩm nổi bật, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Tam Thiên Nha Sát, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Yêu Em Từ Dạ Dày, Trường Ca Hành, Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Sán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu. Triệu Lộ Tư ra mắt khán giả vào khoảng năm 2016 trong một chương trình tuyển chọn tài năng của Đài Hồ Nam. Sau đó, nữ diễn viên bắt đầu nhận được sự chú ý nhiều hơn nhờ vai diễn Lạc Phi Phi trong phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta và Trần Thiên Thiên trong phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Trong số dàn tiểu hoa sinh sau 95, Triệu Lộ Tư đang là người sở hữu số lượng phim hot nhiều nhất. Năm 2022, khi Tinh Hán Sán Lạn được phát sóng và gặt hái nhiều thành công, đã giúp Triệu Lộ Tư tiếp tục giữ vững danh hiệu nữ hoàng web drama của cô. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư cũng có những tác phẩm bị chê thảm hại cả về nội dung lẫn diễn xuất, chẳng hạn như Thả Thí Thiên Hạ hay phim Hậu Lãng. Mùa hè 2023, bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Chiết Viễn được phát sóng, tuy không thật sự bùng nổ như mong đợi, nhưng cũng giúp Triệu Lộ Tư tăng thêm danh tiếng và lưu lượng của mình. Thế nhưng, thời gian gần đây nhân duyên của Triệu Lộ Tư với cộng đồng mạng lại không được tốt lắm vì thường xuyên dính phải những scandal vạ miệng. Mặc dù vậy, vẫn không thể phủ nhận độ nổi tiếng của Triệu Lộ Tư trong những năm trở lại đây là vô cùng cao. Hiện tại, Triệu Lộ Tư còn bộ phim Thần Ẩn đóng cùng Vương An Vũ đang chờ ngày phát sóng và bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa đóng cùng Lưu Vũ Ninh dự kiến khai máy vào tháng 11 năm 2023. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Triệu Lộ Tư vào nhóm A, có lưu lượng tốt, có tác phẩm nổi bật, nhưng diễn xuất thất thường và hay vạ miệng. Dương Siêu Việt, 1998. Tác phẩm nổi bật, Vũ Nhĩ Đồng Hành, Tương Dạ Hai, Em Đến Cùng Mùa Hè, Thả Thính Phượng Minh, Trường An Nặc, Trọng Tử, Bảy Kiếp May Mắn. Ra mắt từ năm 2017, Dương Siêu Việt là đại diện tiêu biểu cho câu hay không bằng hên. Nhắc tới Dương Siêu Việt, người ta thường kèm theo biệt danh Mỹ Nữ Khóc Nhè, mặc dù khả năng diễn xuất lẫn ca hát đều tệ như nhau. Nhưng có lẽ vì bát tự của cô nàng quá tốt mà tài nguyên trong tay cô luôn không thiếu. Có thể tài năng của Dương Siêu Việt không quá xuất sắc như các đồng nghiệp khác, nhưng ở cô nàng lại tỏa ra một loại khí chất rất đặc biệt, khiến nhiều người muốn theo đuổi. Dương Siêu Việt có một EQ khá cao, lại luôn cố gắng vươn lên, nên dù cô diễn xuất dở thì người qua đường cũng có ấn tượng khá tốt với cô. Còn những người hâm mộ thì lại càng yêu mến Dương Siêu Việt nhiều hơn. Với hậu thuẫn vững chắc từ Đằng Tấn, cùng một bệ phóng người hâm mộ vô cùng lớn mạnh, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy tên Dương Siêu Việt nằm trong nhóm những tiểu hoa nổi bật nhất của lứa sau 95. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Dương Siêu Việt vào nhóm A trừ, có nhan sắc, có lưu lượng tốt, có hậu đài vững chắc, nhưng diễn xuất tệ. Châu Giã, 1998, tác phẩm nổi bật, Em Của Thời Niên Thiếu, Sơn Hà Lệnh, Hộ Tâm. Dù là một cái tên khá mới trong làng giải trí, chỉ mới ra mắt công chúng từ năm 2019,
nhưng diễn xuất của Châu Dã được cả khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá tương đối tốt. Châu Dã đã gây ấn tượng mạnh trong phim điện ảnh Em của thời niên thiếu, trong phim cô vào vai Ngụy Lai, một nữ sinh có xu hướng bắt nạt bạn bè. Nhờ vai diễn cô nữ sinh Ngụy Lai, Châu Dã đã lọt vào danh sách nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Bách Hoa lần thứ 35 và giải Kim Kê điện ảnh Trung Quốc lần thứ 33 cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Năm 2021, cái tên Châu Dã được biết đến rộng rãi hơn nhờ vào bộ phim cổ trang Sơn Hà Lệnh. Cùng năm đó, nữ diễn viên còn tham gia vào bộ phim chính kịch 1921. Đầu năm 2023, Châu Dã ghi điểm với khán giả với vai nữ chính trong phim Hộ Tâm đóng cùng Hầu Minh Hạo. Hiện tại Châu Dã có phim Vi Hữu Ám Hương Lai đóng chung với Vương Tinh Việt đang phát sóng. Và vẫn còn hai bộ phim chờ phát sóng là Rất Nhớ Anh, đóng chung với Đàn Kiện Thứ, và bộ phim Đừng Rung Động Vì Tôi, đóng chung với Lâm Nhất. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Châu Dã vào nhóm B, có nhan sắc, diễn xuất có tiến bộ, nhưng chưa có tác phẩm bạo. Trương Tịnh Nghi, 1999. Tác phẩm nổi bật, Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau, Bầu Trời Của Thiếu Niên Phong Khuyển, Nhất Kiến Khuynh Tâm, Thắp Sáng Anh Sưởi Ấm Em, Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa. Trương Tịnh Nghi ra mắt vào năm 2020, được biết đến như học trò của Châu Tấn. Trương Tịnh Nghi bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau các bộ phim như Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau, Bầu Trời Của Thiếu Niên Phong Khuyển. Năm 2022, cái tên Trương Tịnh Nghi được mọi người biết đến rộng rãi hơn nhờ bộ phim Nhất Kiến Khuynh Tâm đóng cùng Trần Tinh Húc và bộ phim Thắp Sáng Anh Sưởi Ấm Em đóng cùng Trần Phi Vũ. Bộ phim Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du cũng vừa được phát sóng vào tháng 9 năm 2023. Hiện tại, Trương Tịnh Nghi vẫn còn trong tay hai bộ phim là Tích Hoa Chỉ đóng cùng Hồ Nhất Thiên và bộ phim Hoán Vũ đóng chung với Chu Dực Nhiên. Ngoài ra, cô còn có phim điện ảnh Vương Cân Cân, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất Hai Lần diễn chung với Đàn Kiện Thứ cũng đang chờ ngày ra rạp. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Trương Tịnh Nghi vào nhóm B, có nhan sắc, có lưu lượng tương đối, nhưng phong độ diễn xuất thất thường. Vương Sở Nhiên, 1999. Tác phẩm nổi bật, Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, Thanh Bình Lạc, Ngọc Cốt Sao, Nghe Nói Em Thích Tôi, Khói Lửa Nhân Gian. Vương Sở Nhiên trước đây từng gây chú ý nhờ vai diễn Liễu Tích Âm, em họ của nữ chính Diệp Chiêu, Mã Tư Thuần, trong phim Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới, phát sóng năm 2016. Nhờ nhan sắc mềm mỏng dịu dàng, khí chất có 7 phần tương đồng với Lưu Diệc Phi mà nhiều khán giả còn gọi cô là thần tiên muội muội. Sau đó, Vương Sở Nhiên tiếp tục tham gia vào nhiều bộ phim khác như Thanh Bình Lạc, Yến Vân Đài, Thượng Thực. Tuy đa phần đều là vai phụ, nhưng nữ diễn viên cũng kịp để lại nhiều ấn tượng với khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp. Thời gian gần đây, cái tên Vương Sở Nhiên liên tục được nhắc đến ở khắp các trang mạng, không chỉ vì những tranh cãi xoay quanh tác phẩm Khói Lửa Nhân Gian của cô và Dương Dương, mà còn vì chuyện tình cảm ồn ào phim giả tình thật giữa hai người. Hiện tại, Vương Sở Nhiên đang quay bộ phim Liễu Chu Ký hay Kiều Tàng cùng với Trương Vãn Ý. Nếu bộ phim này thành công, Vương Sở Nhiên có thể sẽ bước lên thêm một bậc nữa trong nhóm tiểu hoa sau 95. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Vương Sở Nhiên vào nhóm B, có nhan sắc nhưng diễn xuất tạm ổn, lưu lượng chưa đủ mạnh. Nhậm Mẫn, 1999. Tác phẩm nổi bật, Bi Thương Ngược Thành Dòng Sông, Thanh Bình Lạc, Xin Chào Ngày Hôm Qua, Ngọc Cốt Sao, Sán Lạn Sán Lạn. Nhậm Mẫn khá may mắn khi vẫn chỉ là cô sinh viên năm nhất của Học viện Hí Kịch Trung ương. Cô đã được đạo diễn Lạc Lạc chọn mặt gửi vàng giao cho vai diễn nữ chính Dịch Giao trong phim điện ảnh Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông. Vai diễn Dịch Giao được đánh giá là một vai diễn nặng đô khi nhân vật này mang nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Nhờ vào diễn xuất chân thật của Nhậm Mẫn, hình ảnh của cô như được hòa làm một với Dịch Giao đã khiến cho khán giả xem xong Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông đều khóc như mưa ngay tại rạp. Sau thành công với vai diễn Dịch Giao, Nhậm Mẫn có cơ hội tham gia vào nhiều dự án truyền hình và dần trở nên thân thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ như Xin Chào Ngày Hôm Qua, Thanh Bình Nhạc, Ngọc Cốt Sao. Tuy rất thành công ở mảng phim điện ảnh nhưng Nhậm Mẫn lại gặp khá nhiều khó khăn khi đóng phim truyền hình, nhất là những hạn chế về ngoại hình. Vì vậy, nếu muốn đi con đường lưu lượng thì Nhậm Mẫn phải dùng diễn xuất của cô để bù đắp thật nhiều cho phần nhan sắc còn thiếu hụt của mình. Hiện tại, Nhậm Mẫn có bộ phim Cẩm Tú An Ninh, đóng cặp với Trương Vãn Ý vừa mới đóng máy gần đây, hứa hẹn sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường lưu lượng của cô. Đánh giá xếp hạng, tôi sẽ xếp Nhậm Mẫn vào nhóm B, diễn xuất tốt có tác phẩm tiêu biểu, nhưng nhan sắc không quá vượt trội, lưu lượng tương đối mỏng. Lý Lan Địch, 1999. Tác phẩm nổi bật, Xin Chào Ngày Xưa Ấy, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Mộng Hồi Đại Thanh, Nước Cờ Đi Vào Tim Em, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Nhất Lộ Chiều Dương. Lý Lan Địch tham gia nghệ thuật khi mới lên 10 tuổi. Đến nay, Lý Lan Địch đã sở hữu cho mình hàng loạt vai diễn ấn tượng thông qua hàng loạt bộ phim đình đám. Tuy còn gây nhiều tranh cãi trong tạo hình cổ trang,
nhưng không thể phủ nhận, dù là vai chính hay vai phụ, những bộ phim và vai diễn của Lý Lan Địch đều để lại trong lòng khán giả những ấn tượng khó quên. Năm 2023, nhờ bộ phim cổ trang Tinh Lạc Ngưng Thành Đường được phát sóng vừa qua mà lưu lượng của Lý Lan Địch đã được cải thiện đáng kể. Sau đó, Lý Lan Địch tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công với bộ phim Nhất Lộ Triều Dương. Lý Lan Địch vẫn còn rất trẻ để có thể trau chuốt thêm về nhan sắc, cũng như nâng cao kỹ năng diễn xuất và vụt sáng trong tương lai. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Lý Lan Địch vào nhóm B, có diễn xuất tốt, có tác phẩm tiêu biểu, nhưng lưu lượng còn mỏng. Lưu Dục Hiểu, 1999. Tác phẩm nổi bật, Ngọc Chiêu Lệnh, Thời Gian Và Anh Vừa Hay Đúng Lúc, Cả Thế Giới Đang Chờ Hai Người Chia Tay, Ngọc Cốt Giao, Vân Chí Vũ. Lưu Dục Hiểu đang là một trong những mỹ nhân mới nổi trong làng giải trí Hoa ngữ. Năm 2019, cô chính thức gia nhập ngành giải trí sau khi tham gia vào một chương trình diễn xuất. Sau đó, Lưu Dục Hiểu xuất hiện trong bộ phim cổ trang Ngọc Chiêu Lệnh với vai diễn Kỳ Mục Y La. Từ năm 2022, Lưu Dục Hiểu có những bước tiến lớn trong sự nghiệp với nhiều vai diễn ấn tượng, nhờ đó thu hút thêm được nhiều sự chú ý hơn. Tháng 9 vừa qua, bộ phim cổ trang Vân Chi Vũ được phát sóng. Sự xuất hiện của Lưu Dục Hiểu trong vai diễn Thượng Quan Thiển đã ghi dấu ấn đặc biệt và gây sốt trong lòng khán giả. Với nhan sắc xinh đẹp và tài năng diễn xuất đầy triển vọng, Lưu Dục Hiểu hứa hẹn sẽ chinh phục thêm trái tim của rất nhiều người hâm mộ. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Lưu Dục Hiểu vào nhóm C cộng, có nhan sắc, diễn xuất ổn, đang có nhiều tiềm năng phát triển. Trên đây là những cái tên nổi bật nhất trong nhóm các tiểu hoa sau 95 của Cbiz hiện nay. Bảng xếp hạng này có thể vẫn chưa phải là chính xác nhất, nhưng nó cũng đã phản ánh được phần nào địa vị thực tế của các tiểu hoa này tại Cbiz ở thời điểm hiện tại. Nếu các bạn muốn mình làm thêm bảng xếp hạng nào khác nữa, thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Và nếu cảm thấy video này thú vị thì hãy nhớ bấm like video này và đăng ký kênh của Cbiz Phim nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video kế tiếp. See you!